Mình đang làm phiếu đấy, cảm ơn bạn đã tin tưởng với cái cơ sở bán chim cu gáy giống ở ngoài miền Bắc của mình. Thì theo như bao nhiêu khách hàng thì mình cũng vừa mới liên hệ được với bên nhà xe qua văn phòng của mình, thì ở tại bến xe Mỹ Đình Hà Nội. Thì cái số mà người quản lý ở văn phòng ở đấy là bạn có tiện ghi vào cái là 0979. Là 0979 đúng không? 3 con 8 3 con 0. 0979, 0979, 3 con 8, 3 con 0. Đúng rồi. Vâng. Thì mai là cái cậu gọi điện thẳng vào đấy, cậu hỏi cái số của lái xe nhá. Vâng. Bởi vì sáng mai là mình 8 giờ là chim, đôi chim mà bạn chuyển khoản cho mình trước 1 triệu đấy, là mình đánh dấu là cái con đực là mình hơi cắt cho nó phẳng cái đuôi một tí, cho nó chôm chôm cắt đi khoảng nửa phân thôi. Một đôi chống mái chuẩn thì mình sẽ đánh dấu và mình sẽ cho nước uống và thức ăn và dặn nhà xe họ chăm sóc cẩn thận. Thì xe nó đi thẳng luôn, không sang xe gì cả, nó đi thẳng vào cái khu vực chỗ bệnh viện Đồng Nhi Đồng Nai và gần cái cầu cầu vượt Amata ấy. Thì chắc là cũng chỉ khoảng hơn này là đến thôi. Thì theo theo lý thuyết thì con chim nó nhịn ăn nhịn uống thì không thể chết được, nhưng mà vì cái uy tín của bên mình nên mình vẫn đóng nước ăn thức uống ở trong đầy đủ. Cái đó thì em có xem video xem rồi em. Đó thì anh dặn là xe là khi nào nó tới nơi thì cũng có số điện thoại em này gọi để em cũng chuẩn bị mới. Em liên lạc là xe là em hỏi xem gần tới nơi là em ra trước để em đón đó luôn. Được được, cái đấy thì nguyên tắc chung rồi. Đây còn một đơn về Phan Giang Linh Thuận, không biết là qua cho bạn sang không, không biết. Và rồi thì cũng có mấy người đang hỏi em biểu để em vào em thử xem rồi có gì em lại giới thiệu bạn bè rồi mình cài đặt nó tiếp. Bạn chuyển khoản trước cho mình 1 triệu là anh em mình thống nhất là bên mình trả cước trọn gói tất, đúng không ạ? Cái này cũng không quan trọng đâu, anh em mình ok. Cảm ơn bạn đã tin tưởng với cơ sở nhé. Tháng mai thì cứ 8 giờ là bắt đầu xuất hành. Là xe xe mấy giờ xuất phát anh? Từ Mỹ Đình rồi đi là tầm 9 giờ bắt đầu chuyển bánh, thì chắc là hơn một ngày đến đấy thì rơi vào khoảng tầm trưa hôm sau là nhận được. Từ 10 giờ đến đến hết buổi sáng hôm sau là nhận được. Thế nhá. Vâng, có gì em liên lạc sau. Cứ nhớ cái đuôi của cái chỗ văn phòng ở Mỹ Đình đấy, thì có gì liên hệ thẳng đấy nhá. Vâng. 3 con 8 3 con 0 đấy nhá. Vâng. Rồi ok, thế anh em mình theo nhá. Ok. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình cũng mạo muộn mình thực hiện một cái video là của một khách hàng này rất tin tưởng bên mình, đã chuyển khoản trước cho bên mình. Đã chuyển khoản, số điện thoại là 0169 834 8003 ở bệnh viện Nhi Đồng Nai, gần cầu vượt Amata. Anh có đặt một đôi chim giống ở bên cơ sở mình ở ngoài Mỹ Đình Hà Nội. Thì kính thưa các bạn, bên mình sẽ có hình thức làm việc như sau. Về nguyên tắc thì các bạn đã tin tưởng thì các bạn chuyển khoản thì bên mình sẽ hỗ trợ cái tiền ship vào trong đấy. Và đây là một cái giỏ nhựa thoáng khí và được nót một lớp ni lông bóng bẩy, nót đường chừng để tạo cái sạch sẽ cho nhà xe khi chuyển lên xe. Thì đây là cái cống để chim uống nước trên đường, các bạn có thể thấy là gì đó, đây là cái cống, còn kia là cái cống lúa thức ăn. Thì với cái thể tích như này chúng ta có thể chuyển được khoảng 6 con chim
vào một cái giỏ chắc chắn như thế này. Đó. Và các bạn xách để ở trên cái vị trí nào đấy trên xe ô tô. Thì với cái địa chỉ ở bệnh viện Nhi Đồng Nai thì theo như nhà xe báo thì mất hơn một ngày là chim sẽ vào đến khách hàng. Cho mình chạy thẳng từ văn phòng của mình tại Mỹ Đình. Số điện thoại thì văn phòng của bên mình là 0979 888 000. Bên mình sẽ tiếp nhận thông tin khách hàng, xác minh địa chỉ cũng như số điện thoại của khách hàng. Sau đó là bên mình sẽ tìm một cái nhà xe duy nhất chạy thẳng vào cái địa chỉ đó, kể cả chạy Bắc Nam hay là Bắc Trung. Thì cái thực tế là nếu như một con chim cu gáy đã biết mổ bánh tẻ, chúng có thể nhịn ăn nhịn uống trên một ngày. Thế nhưng mà nó sẽ bị ảnh hưởng, nó mệt và có thể về nó sẽ bị đi ỉa. Thế chính vì điều đó là chúng bên mình sẽ không làm cái việc cho nó nhịn. Và trước khi đi mình đã cho bơm uống những cái thuốc dịch ở trong diều no và đi đường dài rất tốt. Mình đã từng chuyển vào tận Cà Mau thì các bạn có thể thấy là cái cách thức mình chuyển chim đi đường dài và vẫn đảm bảo như vậy để cho các anh em ở miền Trung, Nghệ An, Thanh Hóa, rồi Huế, rồi đến Đà Nẵng, hay là đến Phú Quốc, hay là đến Thành phố Hồ Chí Minh, hay là đến các tỉnh ở miền Tây, các bạn cũng hết sức là yên tâm khi mà đặt những cái đôi chim giống ở ngoài miền Bắc của chúng tôi. Chúng ta là người trong một nước, mặc dù là địa phận xa nhau nhưng chúng ta cũng có thể giao lưu về văn hóa cũng như cái mặt những cái mặt hàng. Thì các bạn yên tâm là chim sẽ được đóng vào đây và sẽ được ăn uống nghỉ ở trên đường. Thì cái sông như này là rất là thoáng. Đó, chúng sẽ rất là thoáng gió, chim sẽ rất là khỏe mạnh. Các bạn đóng vào hộp giấy thì nó sẽ gì, nó sẽ bí và nó không đảm bảo. Thì mình đóng như thế này là với cái này là mình đã chuyển vào tận Bình Dương đến vào tất những cái vùng xa thì chim vẫn khỏe mạnh. Mình chuyển vào ga Sài Gòn, một số anh em đã từng mua đôi chim vào ga Sài Gòn. Thì mình cũng đã chuyển rất nhiều đi xa, nên là các anh em cũng hết sức yên tâm khi mà mua cái chim của cái trại chim ngoài miền Bắc là anh Thao. Số điện thoại là 0163 530 9982, trên cái kênh YouTube là Chim Cu Gáy Hay, và cái Zalo cũng là số điện thoại trên. Và cái tài khoản bên mình là 2210 205 156 681, Agribank chi nhánh Ba Vì. Thì ở đây cũng là một khách hàng hết sức là tin tưởng, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cái tiền ship vào đến nơi. Hy vọng rằng video này sẽ tăng thêm cái niềm tin cho các bác, các anh em ở vùng xa khi mà mua chim của bên cơ sở chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và tin tưởng cơ sở. Hy vọng sẽ được cung cấp và giao lưu rất nhiều những cái giống chim hay với các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Thân ái chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.